chào các bạn. Mình đang có mặt trên đường Nguyễn Cơ Trạch, quận 2, cách trung tâm Sài Gòn khoảng độ 10 phút đi xe qua hướng của hầm Thủ Thiêm. Nguyễn Cơ Trạch là một trong những con đường mà có giá nhà cao nhất ở Việt Nam. Theo báo VN Express thì những nguồn một báo cáo khảo sát giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì quý 1 năm 2017 giá các căn nhà phố thương mại như thế này ở đây có giá 18-25 tỷ, nhưng mà qua quý 1 năm 2019, tức là mới 28 tháng, giá đã được nâng lên tới 65-70 tỷ. Tính theo thời điểm hiện tại, giá đô là khoảng độ 1 đô là 23.000 hơn, thì có nghĩa là 70 tỷ tương đương với hơn 3 triệu đô. Mình đã từng đến khu vực này để uống nước. Chính xác là mình uống nước ở quán cà phê Lúa. Thì lúc đó mình uống nước thì giá ở đây nó khoảng độ 35-40.000 đồng gì đó. Và mình ngồi từ trưa đến tối thì thấy cái lượng khách rất là vắng. Và đó là một ngày nắng nha mấy bạn. Hôm nay là một ngày mưa, thì các bạn có thể thấy nè, khu vực này nè, rất ít người. Đây là các căn nhà phố thương mại có giá 70 tỷ. Đó, các bạn thấy ha. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo những căn nhà phố thương mại như thế này để cho các bạn thấy rõ. Mấy bạn có thể thấy là gần như không có khách hàng ha. Bên phía ngân hàng mình nhìn vô cũng không thấy người giao dịch mấy bạn. Rất là vắng. Bảo vệ ở đây rất là nhàn hạ. Cà phê Trung Nguyên ở đây, cà phê sữa đá bán 35.000 mấy bạn. Phở bò, phở 24 thì bán giá 39.000 đồng. Các bạn có thể thấy là giá cả ở đây bán cũng không thể nào bán cao được. Nhìn qua con đường bên kia, những cái nhà phố thương mại cũng không thấy khách luôn. Đây, các bạn thấy nè ha. Điều này có nghĩa là xét về mặt hiệu suất kinh doanh thì không có đạt. Nếu so với cái số tiền mà 70 tỷ để mua căn nhà phố thương mại mà bán với cái giá đó thì mình nghĩ là không có đạt hiệu quả.
cửa vẫn im ỉm khóa. Ở bên phía bên kia đường cũng vậy các bạn ha, không thấy khách. Từ đây mấy bạn có thể thấy là nhìn tuốt từng đằng kia luôn ha, cũng không thấy khách hàng nào hết. Buffet chay có giá 200 ngàn mấy bạn thấy ha. Đây một quán cà phê nữa, mình không thấy khách. Như vậy là mình đã đi hết từ đầu tới cuối đường ha. Đó. Nguyễn Cơ Trạch. Một số người thì nói rằng ở đây có tiêu chuẩn chất lượng sống cao, các bạn thấy thế nào? Mình chỉ thấy khu vực này nó yên tĩnh thôi, và nó cách trung tâm Sài Gòn khá gần. Chưa thực sự là có cái gì đó đặc biệt ở khu này cả. Mình nói về mặt kiến trúc hay là cái không gian về cuộc sống mà. Khu vực này trồng rất nhiều cây sala. Đây là hoa và quả của trái sala, quả sala ha. Nhà hàng món Huế, chỉ thấy nhân viên à, không thấy khách hàng luôn các bạn. Văn phòng cho thuê. Bên kia có một cái siêu thị mini, mình vô trọng nha.
căn hộ chung cư Sarimi. Phía trước cũng thấy ít khách hàng lắm. Mình vừa bước ra khỏi siêu thị, ở trong cổng thì có tất cả là 4 nhân viên, nhưng mà chỉ có một khách đang lựa hàng mua mà thôi. Và hiện tại là 5 giờ chiều nha bạn ha. Giá cả bên trong thì mình thấy là cũng khá là mềm. Nhưng mà Hà Nội á, mình mua bên ngoài là 50.000 đồng, trong đây họ bán là 56.000 đồng 1 kg. Có nghĩa là giá cả cũng không thể nào cao hơn được so với bên ngoài. Nhìn chung mình thấy là người Việt Nam vẫn thích đi siêu thị nhiều hơn. Mà siêu thị nằm ở trung tâm á, phải là lớn, vừa đi mua hàng vừa ăn uống, hoặc là họ sẽ sử dụng các tiệm tạp hóa. Còn những cái mô hình như thế này mình nghĩ là chỉ phục vụ cộng đồng dân cư đây. Mà cũng có thể là cộng đồng dân cư đây họ cũng chẳng sử dụng nữa, họ đi ra ngoài, đi Co-op Mart, đi Big C, đi mấy cái trung tâm thương mại lớn ở trung tâm Sài Gòn. Đi như thế sẽ vui hơn. Rất nhiều người cho rằng giá 70 tỷ một căn phố thương mại đây là giá ảo mấy bạn. Một số người thì lập luận rằng giới nhà giàu, những người mà có tiền để mua căn phố thương mại với giá 70 tỷ này thì thường họ nắm trong tay phải độ vài trăm tỷ. Thì đây là một cách để họ đầu tư mà thôi. Thứ hai là để bảo toàn tài sản, chẳng hạn như là họ có 400 tỷ thì 100 tỷ vào đầu tư vào bất động sản, 100 tỷ đầu tư vào cổ phiếu, 100 tỷ thì gửi ngân hàng, còn 100 tỷ thì làm kinh doanh gì đó. Có một số người thì lại nói là nếu mà họ có 70 tỷ thì họ sẽ không có mua những căn nhà phố thương mại thế này. Họ sẽ dùng tiền để mua miếng đất ở ngoại thành, rồi xây biệt thự hoành tráng luôn. Còn lại tiền thì gửi ngân hàng đi chơi. Còn bạn nghĩ gì về cái giá cả của khu vực này? Và nếu mấy bạn có 70 tỷ trong tay thì mấy bạn sẽ làm gì? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.